Top 5 xin chào quý vị các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Top 5 của mình. Ngày hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn một cái video mà chi tiết nhất, cụ thể nhất về các mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản mới năm 2021 với những màu sắc, phong cách thể thao hấp dẫn mà các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Đồng thời thì ở video ngày hôm nay mình sẽ cung cấp và gửi tới các bạn giá bán mới nhất trong cuối tháng 11 năm 2020 này tại Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ là phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 58m các bạn nha. Và một niềm vui gửi đến các bạn ấy, đặc biệt là những bạn nào quan tâm muốn tìm mua mẫu xe Exciter theo chương trình trả góp thì mình sẽ chi tiết nhất, cụ thể nhất nói về chương trình trả góp với lãi suất thấp dành riêng cho các mẫu xe các bạn đang theo dõi ở đây. Đặc biệt với những bạn nào ấy là giáo viên này, bác sĩ thì sẽ được áp dụng chương trình lãi suất thấp chỉ 0,79 đến 0,99% cho các mẫu xe Exciter và các mẫu xe khác tại Yamaha Mạnh Đạt. Và những chương trình khuyến mại các bạn nha, rất nhiều những phần quà hấp dẫn dành riêng cho các bạn khi mua các mẫu xe Yamaha Exciter này. Mình sẽ chi tiết cụ thể quay lần lượt từng màu sắc một để các bạn gửi đến các bạn nha, cùng tham khảo thông qua video của mình. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng hấp dẫn, nhưng mình sẽ quay riêng từng màu sắc một, từng phiên bản một để các bạn có thể theo dõi được chi tiết nhất, cụ thể nhất và chọn lọc và mua cho mình các bạn nha. Đầu tiên các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Yamaha Exciter, một cái màu sắc mà mình đánh giá rất cao cho năm 2021, phiên bản màu đỏ cam bạc. Trên tổng thể của xe là một cái màu sắc bạc nhám rất đẹp các bạn ạ, rất đẹp nhá. Còn cái màu sắc đỏ cam nó hòa quyện với nhau, đỏ thì chưa phải đỏ hẳn mà cam nó cũng phải không phải nhạt các bạn nhá. Nó là sự hòa trộn giữa đỏ và cam trên tổng thể ở phần tem xe của xe này, cũng như trên phiên bản này phần mâm xe các bạn đang theo dõi trên màn hình cũng được sơn lên màu sắc đỏ cam cực kỳ cuốn hút và đẹp. Chắc chắn với các bạn ấy, khi các bạn mua mẫu xe này, các bạn sẽ được trải nghiệm cho mình một cái nước sơn ok nhất, cụ thể nhất trên cái phần mâm xe. Các bạn sơn ở ngoài sẽ không bao giờ bảo đảm được yếu tố chắc chắn bền bỉ đâu, chắc chắn sẽ bị bong ra. Khi đại lý hoặc Yamaha, hãng Yamaha nhá, mà sơn cho mình cặp mâm này rồi thì các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng luôn. Rất đẹp không các bạn? Các bạn có thể nhìn xung quanh một vòng chi tiết cụ thể cái phiên bản này. Hiện nay phiên bản này được Yamaha Mạnh Đạt bán với giá vào khoảng tầm 44 triệu các bạn nha. Mình cụ thể báo đến các bạn ấy là giá bán ấy đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. Các bạn lưu ý cho mình nha, đã bao gồm thuế rồi và chưa gồm đăng ký. Các bạn đăng ký ở thành phố mất thêm khoảng tầm 3 triệu, đăng ký ở huyện mất thêm khoảng tầm từ 1,4 đến 1,5 triệu. Đó là các bạn nhờ đại lý làm hộ cho các bạn, còn các bạn tự đi làm giá đăng ký nó sẽ rẻ hơn. Mình nói rất là chi tiết cụ thể rồi, các bạn có thể lưu tâm lưu ý theo dõi hết video của mình để làm sao có cho mình những cái thông tin chính xác nhất, cụ thể nhất các bạn nha. Rất đẹp không các bạn? Cái màu sắc này mình rất ưng ý luôn. Nhìn ở ngoài nó còn đẹp hơn rất nhiều, nó vừa bóng bẩy vừa đẹp mà cách phối màu giữa màu bạc và màu đỏ cam cực kỳ cuốn hút và ok. Trên mẫu xe này thì vẫn các cái kích thước này, thông số kỹ thuật thì vẫn tương tự như phiên bản cũ mà thôi, không có quá nhiều điểm khác biệt, nó chỉ thay đổi chút về phần màu sắc tem xe, cặp mâm thôi để đem đến một trải nghiệm mới. Và hiện tại trên phiên bản này vẫn y nguyên cái phần lốp xe là lốp của IRC các bạn nha. Tất cả 4 phiên bản của năm 2021 đều trang bị cho mình cặp lốp IRC, chứ chưa thực sự được trang bị cặp lốp Maxi vân ngược như những phiên bản RC của năm 2020. Để các bạn có thể lưu ý, lưu tâm cho mình như vậy. Phần phía sau của xe đây, cực kỳ đẹp và cuốn hút luôn. 44 triệu trong cuối tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên các bạn đến với đại lý, các bạn mua sẽ được đại lý ưu đãi cho các bạn khi các bạn nói top 5 giới thiệu. Giá bán sẽ vào khoảng tầm 43 đến 43 triệu 500 mà thôi, nó sẽ rẻ hơn một chút ít nữa. Phần mặt đồng hồ cũng rất đẹp, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Hiện tại mức tiêu hao nhiên liệu ở mức là 2 lít trên 100 km, cũng là một cái mức tiêu hao nhiên liệu lý tưởng dành riêng cho mẫu xe Exciter này rồi. Còn nút tất cả những cái nội dung trên xe nha, từ những nút chức năng phím bấm đến thông số kỹ thuật, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, khoảng sáng gầm xe, chiều cao yên xe vẫn tương tự như cũ, các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Mình nói rất là chi tiết cụ thể rồi các bạn nha. Phiên bản này là phiên bản bạc, nó cụ thể đúng của nó ấy, là đỏ cam bạc các bạn nha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ gửi tới các bạn một cái màu sắc mới mà các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Một phiên bản màu xanh lá nhưng lại đậm một chút các bạn nha, rất giống màu xanh quân sự luôn. Hiện tại những cái phiên bản này gần như là chưa bao giờ cái màu sắc này được xuất hiện trên mẫu xe Yamaha Exciter.
mình sẽ quay chi tiết cụ thể hơn cái màu sắc này để các bạn có thể nhìn ngắm này, tham khảo cho mình luôn. Trên tổng thể một màu xanh đậm, nhám, hoàn toàn mới sẽ là những cái phần mảng nhựa được sơn màu xanh cốm nhìn rất là ok. Đặc biệt là những phần tem xe các bạn có thể theo dõi trên mình ở đây, hoặc những cái phần ba ga ở phần chỗ để ba ga các bạn nhé. Đây các bạn có thể theo dõi xung quanh một vòng đã để có thể đưa ra lựa chọn chính xác cho mình. Rất đẹp. Về cơ bản thì phiên bản này với phiên bản màu đỏ cam bạc là tương đương nhau. Nó chỉ khác nhau về phần màu sắc tem xe thôi. Lốp vẫn là lốp của IRC. Đây các bạn có thể nhìn góc này. Rất đẹp và cuốn hút luôn. Mình nói phải nói là quá ok cho một mẫu xe Exciter với những cái màu sắc như này. Và rất hy vọng rằng Exciter 155 VVA 2021 hoàn toàn mới ra mắt vào đầu năm 2021 ấy, sẽ có cho mình những màu sắc tương tự và sẽ đẹp hơn. Thường những cái màu sắc này chỉ xuất hiện trên những cái mẫu xe ví dụ như tại đất nước Malaysia này hoặc Indonesia, trên những phiên bản như MX King hay là một số các phiên bản có tên gọi khác so với Exciter ấy, tại các nước bạn các bạn nha. Thì màu sắc nó rất là bóng bẩy, nó pha trộn rất nhiều màu sắc khác nhau, tạo ra một cảm giác có thể thao hơn, phong cách hơn. Hiện tại phiên bản này cũng được Yamaha Mạnh Đạt bán với giá vào khoảng tầm là 43 triệu 500 đến 44 triệu. Giá bán cũng đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. Khi các bạn mua mẫu xe này, các bạn sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu tiền đăng ký. Gần như với những bạn nào ở huyện, các bạn sẽ không phải mất tiền đăng ký. Mình nói rõ như bạn như vậy, các bạn ở huyện thì các bạn không phải mất tiền đăng ký. Còn các bạn ở thành phố, ví dụ như là thành phố Lai Châu của tỉnh Lai Châu, các bạn sẽ hỗ trợ một nửa số tiền đăng ký cho các bạn. Rất ok với các bạn. Nên ý, gần như giá bán của dòng xe này chỉ vào khoảng tầm là 42 đến 42 triệu 500 mà thôi. Đấy, mình nói rõ các bạn như vậy nhá. Khi đã trừ 1 triệu rưỡi rồi, chỉ còn 42 đến 42 triệu 500. Một giá bán phải nói là ok cho mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản năm 2021 ở đây. Để các bạn có thể nhìn ngang góc độ này của xe nữa, cũng rất đẹp và phong cách luôn. Trên tổng thể phần mâm của xe ấy, vẫn sơn đen hoàn toàn nhá, không có đường chỉ như các phiên bản khác. Tí mình sẽ quay thêm hai phiên bản màu sắc nữa sẽ có những cái đường chỉ tạo cái điểm nhấn, điểm độc đáo cho mẫu xe Yamaha Exciter này. Rất đẹp không các bạn? Khá là ok, khá là cuốn hút đấy. Mình đánh giá rất cao cho phiên bản này. Tiếp theo, mình sẽ gửi tới các bạn một cái phiên bản nữa các bạn đang theo dõi trên màn hình, một phiên bản màu xanh. Xanh này cũng khá giống với những cái màu xanh GP trước đây của Yamaha Exciter, nhưng là màu xanh cam bởi nó điểm nhấn trên xe là những cái phần họa tiết tem xe được sơn màu cam. Đây, các bạn có thể logo 150 rất là to bản trên tổng thể mẫu xe này. Trên mẫu xe này thì cũng chỉ khác biệt về phần màu sắc và tem xe mà thôi. Màu xe này các bạn nào hợp với phong thủy màu sắc xanh cam này các bạn có thể lựa chọn. Và trên phiên bản này cũng được lên cho mình cái phần cặp mâm với những cái đường chỉ màu cam tương tự như phần tem xe. Đây các bạn có thể theo dõi một vòng xung quanh nha. Về mọi thứ như mặt đồng hồ, thông số kỹ thuật hay mức tiêu hao nhiên liệu vẫn tương tự như hai phiên bản trước mình đã giới thiệu đến các bạn. Mình quay riêng lần lượt từng phiên bản một ấy để các bạn có thể quan sát một vòng xung quanh, kết hợp với một số những cái điểm nhấn cố định trên xe này để các bạn có thể đưa ra lựa chọn cho mình các bạn nha. Hiện nay với mẫu xe Yamaha Exciter ở đây với giá là vào khoảng tầm 43 đến 44 triệu. Các bạn trả trước vào khoảng tầm 20% giá trị của xe, tức là rơi vào khoảng tầm 8 triệu là các bạn có thể mua được mẫu xe Yamaha Exciter này rồi. Mình nói rõ cho các bạn như vậy, nói rõ cái chương trình trả góp các bạn nha. Các bạn trả trước 20% giá trị của xe, tức là vào khoảng tầm 8 triệu đến 8 triệu rưỡi là các bạn có thể có cho mình mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản 150 năm 2021 ở đây rồi. Và các bạn có thể trả nhá, trong vòng từ 6 tháng là thấp nhất và cái thời hạn cao nhất là 36 tháng. Các bạn có thể trả trong cái vòng thời gian như vậy, 6 tháng là thấp nhất và cao nhất là 36 tháng. Với gói ưu đãi lãi suất từ 9 đến 18 tháng trong cái khoảng đấy là gói ưu đãi lãi suất là thấp nhất và khoảng tầm là 0,99%, 0,99% đến có những cái thời điểm lên tới là 1,09%, ở thời điểm này là 0,99%, các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Và tối đa các bạn trả lên tới 80% giá trị của xe, và khi các bạn trả chỉ vào khoảng tầm 60% giá trị của xe là các bạn có thể có cho mình gói đăng ký gốc luôn, nhận được cái trả phí đăng ký gốc, tức là nhận cả vẹt gốc nhá, nói nôm na các bạn hiểu như vậy. Chỉ cần trả 60% giá trị của xe là các bạn nhận được cả vẹt gốc luôn. Đấy, mình có thể nói như vậy nhá. Hiện nay Yamaha Mạnh Đạt đang áp dụng chương trình này với ngân hàng cụ thể mình muốn đưa ra đây để giới thiệu đến các bạn là ngân hàng HD Saison.
Đấy, các bạn có thể lưu ý nha. Mình nhắc lại một lần nữa này, 60% giá trị của xe là các bạn có thể nhận được cả vẹt gốc dành riêng cho mẫu xe này, và tối đa các bạn có thể trả tới là 80% giá trị của xe. Đấy, các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy nha. Và khi các bạn mua xe, các bạn chỉ cần mang theo chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc giấy phép lái xe. Từ 18 tuổi trở lên là các bạn có thể áp dụng theo chương trình này rồi. 18 tuổi trở lên là các bạn có thể mua trả góp. Tiếp theo, cuối cùng, các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây là một phiên bản cũng vừa về đại lý luôn. Hôm trước mình chưa quay gửi đến các bạn phiên bản này được, và ngày hôm nay mình sẽ quay cận cảnh chi tiết phiên bản màu xám xanh. Rất đẹp không các bạn? Thời tiết nó hơi nắng một chút nên nó hơi lóa, nên các bạn có thể thông cảm cho mình một chút các bạn nha. Hiện tại phiên bản màu xám này là một phiên bản màu xám rất đẹp, xám bóng. Và hiện tại những cái vị trí như tem xe, phần ba ga, rè chắn bùn phía trước được sơn màu xanh, xanh nhạt nhạt một chút, cũng là sơn bóng luôn các bạn nha. Trên tổng thể của xe, những cái phần ví dụ như phần mâm ở đây các bạn có thể theo dõi là được sơn cho mình những cái đường chỉ màu trắng tạo điểm nhấn cho xe. Hiện tại phiên bản này nhìn ở ngoài nó sẽ đẹp hơn rất nhiều, tại hôm nay mình quay nó hơi nắng một chút, hơi chói một chút nên là chưa thực sự toát lên vẻ đẹp của phiên bản màu xám xanh này. Nếu các bạn nhìn ở ngoài thì thực sự cái màu này với màu bạc đỏ cam ấy là rất đẹp luôn, rất đẹp và cuốn hút. Nó rất là sáng xe và đẹp. Phong cách thể thao, màu tem này cũng đơn giản thôi nhưng nó toát lên một vẻ đẹp rất là ok ở đây. Các bạn có thể nhìn ở góc này ở phía đuôi xe ở đây cũng được các bạn nhé. Rất đẹp và cuốn hút. Khá là ok đấy. Chắc chắn các bạn xem xong video này của mình thì các bạn sẽ hiểu rõ được mọi vấn đề trên mẫu xe Exciter. Phần tay dắt phía sau đây các bạn có thể theo dõi cũng được sơn màu xanh. Sơn xanh, đuôi xe vuốt nhọn lên cao. Đấy, những cái nội dung mà nói về chương trình trả góp này, hấp dẫn với lãi suất. À, có một nội dung nữa mình sẽ gửi tới các bạn một cách chi tiết nhất là với những bạn nào hiện tại đang là giáo viên hoặc bác sĩ thì sẽ được HD Saison áp dụng chương trình lãi suất là 0,79 là thấp nhất rồi, và 0,99 cho một số dòng xe khác nhau. Và điển hình ở đây là Exciter sẽ được áp dụng. Khi các bạn áp dụng chương trình với lãi suất 0,79% thì cái mức chênh lệch giữa trả góp và trả thẳng nó sẽ rất thấp các bạn nha. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Hiện nay thì Exciter chưa bao giờ áp dụng chương trình trả góp với lãi suất 0% cho mẫu xe này. Nó không giống so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là dòng xe Honda WinX, nên là một cái thiệt thòi với những anh bạn nào ấy là fan của dòng xe Exciter. Nếu Exciter được áp dụng chương trình trả góp với lãi suất 0% thì chắc chắn doanh số bán ra của dòng xe này nó sẽ cao kịch điểm luôn. Tại vì cái lượng fan của Exciter ở thời điểm này vẫn rất nhiều, rất đông các bạn nha. Biết là WinX trong những thời gian vừa rồi đã nâng hạng lên rất nhiều, có những cái sự cạnh tranh đáng kể dành cho Exciter. Tuy nhiên với những cái màu sắc mới này và điển hình là một cái phiên bản hoàn toàn mới sẽ ra mắt vào đầu năm 2021, một phiên bản có khối động cơ mới, trang bị van biến thiên VVA, sẽ là một cái nội dung để WinX phải lưu ý, lưu tâm trong việc lựa chọn cho mình. Đây các bạn có thể nhìn mọi góc độ của xe nha, rất đẹp và cuốn hút. Mình sẽ quay rất là chi tiết rồi. Chắc chắn sẽ xong video này, cái video này của mình ấy, thì các bạn sẽ lựa chọn phiên bản nào, các bạn hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn cho mình ngay. Tại vì mình quay rất là chi tiết mọi góc cạnh xung quanh của xe luôn, nên các bạn muốn cho các bạn ấy có những cái sự theo dõi được chính xác nhất và chi tiết nhất các bạn nha. Đó là một số những cái nội dung thông tin mình muốn chia sẻ thêm đến các bạn thông qua video ngày hôm nay. Ngoài ra hiện nay, ngoài chương trình hỗ trợ 1,5 triệu ra, các bạn sẽ được bốc thăm trúng thưởng với mỗi những mẫu xe Exciter này. Bốc thăm trúng thưởng giải thưởng cao nhất là một chiếc xe giải nhất ấy, giải đặc biệt ấy, sẽ là chiếc xe MT15. Ngoài ra còn một số các giải thưởng khác, ví dụ như chiếc laptop trị giá hơn 20 triệu này, hay chiếc điện thoại Samsung Galaxy trị giá vào khoảng tầm là 7 đến 8 triệu gì đó. Đấy là rất nhiều chương trình khuyến mại nhá, tỷ lệ trúng thì cực kỳ cao luôn. 3 người mua sẽ có 1 người trúng, các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng và lựa chọn cho mình. Rất nhiều bạn đã trúng rồi các bạn nha. Một số thông tin mình gửi đến các bạn thông qua video ngày hôm nay là như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký để nhiều người biết hơn về cái video nội dung của mình, để lựa chọn cho mình, mua cho mình một mẫu xe ưng ý phù hợp. Và top 5, xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.